Xin chào mọi người. Vâng, lướt qua nhiều diễn đàn và nhiều trang group, nhiều nhóm group thì mình thấy có nhiều bạn thắc mắc hỏi là cái cách chia ổ cứng cho máy tính. Nhiều bạn mua máy mới mà họ để sẵn cái hệ điều hành mà Windows là chỉ có một ổ cứng, thì bây giờ những ổ cứng mà dung lượng như khoảng 256 hoặc 500 GB thì mọi người lại cần những cái ổ cứng ví dụ ổ C là ổ chứa hệ điều hành Windows, còn đâu là ổ ổ D, ổ E để chứa file dữ liệu riêng. Thì như vậy là ví dụ như những trường hợp vậy thì các bạn cần phải biết cách chia để ổ cứng, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chia ổ cứng trực tiếp trên Windows nhé. Máy mình thì đây đang chạy Win 10 này. Thì về cơ bản Win 10 hay Win 8 hay Win 7 thì cũng tương đối giống nhau. Bây giờ mình sẽ bật cái icon của máy của mình lên nhé. Và bây giờ bắt đầu là bước thao tác thì các bạn chú ý nhé. Rất đơn giản thôi. Và các bạn có thể làm trực tiếp thử ngay trên máy của mình. Lưu ý cái này nó cũng không sợ mất dữ liệu đâu. Bây giờ bắt đầu này, vào My Computer và chọn theo như video nhé. Đó, thì đây là máy của mình thì thông số về máy. Thì đây là nói qua về thông số máy. Còn đây là cách bắt đầu vào kiểm tra ổ cứng. Đây là kiểm tra cấu hình, kiểm tra các driver đã cài chưa này, đã full chưa. Còn đây là cách chia ổ cứng nhé. Thì máy mình đang chạy một ổ SSD 120 GB thôi. Thì bây giờ giả dụ như mà mình muốn chia thêm một ổ nữa, ví dụ là ổ D này. Ổ D của mình đang là 59 GB mà mình muốn tạo thêm một ổ nữa thì các bạn ấy làm như nào. Thì đây là bắt đầu đã vào mục SSD volume. Đấy. Thì nó sẽ hỏi mà bạn là đây là dung lượng bạn cần là bao nhiêu. Thì thực tế mình là 59 GB thì mình muốn chia, thì cái ổ này của mình đang là trống nhá, thì mình chia sẽ chia là ví dụ chẳng hạn là gọi là 60 đi, thì mình sẽ tính làm 30 GB đi. Rồi đây các bạn nhìn, đây là cái dung lượng để mình cho cái ổ ấy chia ra là 30 GB. Đó thì thực tế 30 GB thì nó sẽ là có 29,3 GB thôi. Và sau đó ta sẽ tạo ổ new simple volume volume tiếp tục next next. Thì cái đây là các bạn có thể đặt cái tên ổ là ổ C, ổ D, ổ E, ổ F thì rất là đơn giản nhé. Đây là thì ta chọn là ổ H đi. Đấy. Chúng ta lệnh. Như vậy là ta đã có thêm một ổ nữa và hiện tại đang 3 ổ. Và tiện thể mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi tên ổ. Ví dụ như các bạn không thích ổ nó phải là liền mạch nhau CDE chẳng hạn, thì ra đây ta nhìn này, đây là đang có E có G thì nó sẽ bắt buộc phải ra H. Thì ta muốn chuyển H thành E thì làm như nào, thì trước mắt ta chuyển ổ DVD vào đây nhé. Đó, vào trang ta có thể cho nó chuyển thành ổ Y trước. Rồi sau đó ta cũng lại vào đây trang tiếp, rồi ta chọn nó thành ổ chờ chút nha. Được.
CDE nhé. Ta tìm xem có ổ e đây, ổ e đây nhé. Thì ta sẽ thay đổi được tên ổ này. Đó, rất đơn giản đó. Các bạn có thể đấy, thay ổ e của mình đấy nhá. Còn cái việc mà các bạn đang làm ổ C mà tất cả là chỉ là ổ C thì bạn cũng làm như vậy nhé. Còn trường hợp nữa là các bạn muốn gộp gộp ổ lại, ví dụ như là ba ổ không thích thì ta chỉ thích chọn hai ổ thì ta lại chọn vào đây nhé, xóa đi, đen volume này. Rồi và tiếp đến là ta sẽ chọn lúc muốn chia thì chọn dòng này nhé, SH ring volume này. Bây giờ chọn EX10 volume. Rồi thì chúng ta nó sẽ hỏi là bạn dồn hết bao nhiêu vào để thành tổng của nó này. Đấy, thì mình thích bao nhiêu thì mình dồn vào, thì đây mình để tất rồi, như vậy là đã lại trở lại thành hai ổ nhá. Đấy, rất là đơn giản, chúng ta đã có hai ổ. Và cách đổi tên, cách chia ổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.